gớ miếng thịt nè, giờ hai tay nữa vô móc con mắt ra thì là nó quất con mắt rồi con bên đây thì làm con bên kia vậy đó. Con chuột cống lan đó là tại ngã ba Vườn Chầu á, là con chuột cỡ 15 kg, là tình ra nó ở trong nhà xác á. Hai ông đó thì có mỗi ngày thì ông liệm 3-4 đứa, 2-3 đứa không chừng. Con chuột đó ông gặp lúc năm nào không nhớ không Út? Phàng nhớ tiếp thu cỡ 10 mấy năm rồi. Lâu dữ ha. Cỡ 15 năm sắp lên chứ, mà tao kể cỡ đó có trên nữa. Vô cái lỗ nhà xác á, cái móc mắt ảnh ăn, móc mắt cái ảnh ăn hai thằng này, ổng mới, hai ông mới nói không biết làm sao mà ủa mẹ bắt nó mới được đó. Rồi tao mới đi lấy cái chĩa xà bút nhỏ, cái tao mới gần, tao mới gình ngay cái chỗ cái lỗ chung vô mà cái lỗ nhà xác đó. Đó cái lỗ đó cũng vuông dứt cả 5 tấc là ảnh chung muốn đụng cái lưng ảnh. Cái bắt đầu cái tao mới gình đó cái vô rồi cái ảnh tao để ngay cổ cốt ảnh 3 mũi, ảnh dãy kêu là thắng khói, hết biết dãy rồi. Cái tàu mới, từ đó tới sau, cái hai ông kia ông lại, ông mới hỏi tao vậy chứ, ông làm sao mà ông bắt được con chuột này. Tôi nói, con mẹ gình vô cái lỗ nhà xác đó, gình nó ló đầu vô nó dạng khịt rồi chứ nó đâu có, nó giết rồi nó quen, nó vô nó móc mắt nó ăn rồi nó quen rồi nó con, không sợ gì hết trơn. Ăn con mắt không chứ không ăn thịt không có ông gớ miếng thịt nè, giờ hai tay nữa vô móc con mắt ra thì là nó quất con mắt rồi con bên đây thì làm con bên kia vậy đó, là hết thằng này cái nó bò tới thằng kia nó ăn tan là con mắt rồi. Vậy là sống lâu ngày ở trong cái khu bệnh viện đó hả? Tại nay tao tính ông nội đó, ông sống ở đâu mà lông lá không còn gì hết trơn, còn cái da lưng không. Vậy là ông quá lão rồi. Kêu là trên đời ông rồi. Đó. Còn cái nào ngay, hồi lúc mà tao bắt ông rồi, tao đâm ông á. Ông không có miếng lông nào hết trơn á. Cái da lưng cũng mướt được à. Ủa mẹ nó ăn có 2 con mắt thôi sao mà nó không có ghẻ. Nó không có thành ghẻ. Theo người ta cũng đang đầu gối cùng chân gì ghẻ dữ lắm. Dạ. Mà nó mất được à. Làm như ăn con mắt nó có cái gì đó. Thường cái nhà xác nó kín lắm mà sao anh vô được hả Mút? Có cái lỗ. Vô đó, cái nhà xác vô đó đó. Hai ông đó đó, có cái máy nước. Dạ. Rồi xối tắm rửa đàng hoàng hết trơn rồi. Mới liệm 3 cái đồ kia vô. Đó, để nằm lên trên đó, trên cái bàn đó, đó. Như 3 thằng nằm 3 bàn vậy đó. Rồi rửa gáy rồi bỏ đó. Rồi tới sáng nữa, nhiều ông cái làm biếng, hai cha tao cũng uống rượu, cũng sặc sừ hết trơn à. Là mấy người canh giữ nhà xác hả Út? Thì đó đó, giữ cái nhà xác đó. Yeah. Đó cái rồi bắt đầu cái, có khi đem lên trên bàn. Nó cũng leo lên được, nó cũng quất à. Dạ, nó lên đó. Nó leo lên trên cái bàn mà cái bàn đó bề lên nó bề 6-7 tấc à. Nếu mà to như vậy là cỡ bằng con chó mực à. Cả chó mực ha không? Cỡ đó đó chứ không phải vừa. Cái rồi cái ổng vô, hai ông vô. Nói từ đây tới tôi khỏe rồi. Ô mẹ để cho người ta có chết thì có hai nhờ 2 con mắt. Cái ụ mẹ nó vô nó bỏ trong nhà xác đó thì sáng là không còn 2 mắt, nó quất hết trơn à. Đó, nó vô nó ăn miễn có mấy đứa quất mấy đứa.
Là cái bệnh viện nhà xác đó là ở tỉnh nào không? Tại ngã ba Vườn Trầu. À, ở Long Xuyên mình ha. Ừ. Tại ngã ba Vườn Trầu mình chứ không có ở đâu hết chứ. Thành ra cái hai ông đó, cái ông thôi ông Đâm nói được cái cú này là mấy ông mừng ha. À, mừng hết biết rồi. Như vậy là mình đâm bao nhiêu lần mình mới dính được con chuột đó không Út? Ừ mà tao gình đó, hai đêm trời đó. Ừ. Gình hai đêm trời đó, qua đêm sau là nó mới vô. Ổng quá lớn rồi, ổng... Bị biết sao không? Cái đêm trước á, thì không có đứa nào chết trong á. Dạ. Ngô vậy đó, mà không có cái chất máu rửa gái ra. Anh chưa có... Chảy ra cái lỗ... À... cái lỗ nhà xác á, nghĩa là anh bắt cái hơi ha. Ừ, anh bắt cái hơi làm sao á đó, máu me này kia đó, rồi nó chết rồi máu me dữ lắm. Nó cái bắt đầu nó, ổng mấy cha tao, hai cha tắm rửa đó, tắm rửa đàng hoàng lận mà ấy, tắm rửa cho thi hài sạch đó. Ừ cho nó sạch sẽ này kia cái rồi bặn đồ khác vô đó, rồi nằm đó rồi cái rồi sáng hai ông mới liệm. Để mời cái bắt đầu với chịu lỡ ông nào xin xác cái gì đem về nhà đó. Mà có còn con mắt ở đâu nó hết trơn. Ông Út mà lúc ấy con chuột nó rồi có ăn thịt không hay là bỏ không? Trời ơi ai mà ăn, có ai mà ăn được. Không dám ăn hả ông Út? Dám ăn đâu, hai ông kia cũng mẹ xỉn nhà nó mà còn không dám. Nó ăn quá trời người ta. Ông nói ông tính á, mỗi một đêm có khi hai đứa, một đứa, có khi đêm không có nữa. Yeah. Đó, mà mày coi ăn có khi mấy đứa thì quất hết mấy đứa. Là quất bao nhiêu cặp mắt là quất hết. Ừ, vậy đó, miếng hai thằng này. Bốn mắt. Ừ, vậy đó mà mẹ nó ăn năm này tới năm kia. Thịt mà nó không ăn mà ăn con mắt luôn. Nó móc con mắt nó ăn không. Con cũng làm đó, nó là quỷ sứ rồi. Theo con nghĩ là thịt của mình mới chết một hai ngày nó chưa có thúi. Bởi vì nó chưa có móc được không? Thì không. Mày thấy rõ cái cây mà nó còn cạp cái giống gì mà còn. Hình như cái lô gạch đó nó cạp bự nó chui vô vậy không? Nó hồi đó nó chạch. Không vừa ha. Ừ, ảnh mới hàm gan ảnh á. Ra vô cọ hoài đó. Dạ. Rồi ảnh mới cạp bớt. Đó. Mới rửa gái cái lỗ đó rồi cũng vuông vứt cả 5 tấc á, chứ phải nhỏ đâu cái lỗ đó. Anh móc riết mà cái lỗ bự chà bá. Ừ, ôi anh chen vô hoài quỷ đó, tới chừng ngày đó. Rồi lúc đó mình đâm có con chuột rồi mình không dám ăn rồi mình có đi chôn nó không ông Út? Chôn mẹ ở dưới cái cầu Di Trân á. Trời ơi. Chứ đem đi đâu mà chôn giờ. À, mày bỏ trong thùng rác cũng hôi thối rồi này kia. Yeah. Lại cầu Di Tân ấy, đủ mẹ thì trời mẹ giữa cầu á. Xuống trong làm gì đó. Theo mà cầm cái con chuột đó là mình cũng hơi ngán tay dữ lắm rồi nghe. Ngán gì cấp rồi nó chết rồi không có sợ nó, không có ngán gì nữa. Nào ngay cái lý do mình sợ nó cắn thôi. Yeah. Mình sợ nó cắn thôi. Nội cái mà đâm ba mũi chĩa nó kỳ ở đâu? Đi thuốc mà. Nó kỳ ở đâu cả hơn nửa tiếng đồng hồ mà nó chưa có chết cho mày tính. Ủ mà lấy cái cây dù đục của mấy chả vô mộng hầm á. Rồi bắt đầu cái lấy gần đó mới đập ngay cái sọ đầu chả ăn hơi chả mới hết la. Chứ chả la chả quậy dữ lắm. Là như mình đâm vô rồi mình phải lấy cái dụng chịu cụ khác cái chĩa đó rồi. Chả không có lôi đâu nổi hết trơn. Mình lấy cái dụng cụ khác nữa mình hỗ trợ mình đập. Nó chết. Ừ. Theo bây giờ còn không Út? Theo bây giờ còn chuột mà cứ bự cỡ đó không? Không, không còn đâu. Bây giờ có còn cùm chân ký gữ rồi có. Kiểu nó sống lâu năm mà cũng chắc... Mình biết sao hồi lúc hòa bình rồi đó. Dạ. Đó, rồi bây giờ đổi nhà xác lại khó vô. Lỗ đâu có lớn hơn đâu. Yeah. Nhà xác bây giờ chui lỗ cống đồ lên không á? Thì ở lỗ cống không chứ ở đâu. Yeah. Đó, ăn dơ giấy động trời chứ đừng có nói.